Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị đến với những nội dung chính sau đây. Bà Harris nhận tín hiệu tích cực sau màn tranh luận với ông Trump. Ông Trump bị dồn vào thế phòng thủ, Taylor Swift tiếp sức cho bà Harris. Hàng trăm quân nhân NATO, Ukraine thiệt mạng sau vụ không kích của Nga vào Poltava. Hamas bác cáo buộc của Mỹ tố Nhà Trắng thiên vị Israel khi đàm phán. Ngay bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Theo bài bình luận của tờ Baltimore Sun, về cơ bản, bà Kamala Harris đã chiến thắng đối thủ Donald Trump trong buổi tranh luận vừa qua nhưng vẫn có thể thua cuộc bầu cử. Theo Baltimore Sun, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ở trong một hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ trong cuộc tranh luận với Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris phòng thủ. Khác biệt với màn tranh luận thất bại của cựu ứng cử viên Đảng Dân Chủ, Tổng thống Mỹ Joe Biden, bà Harris dường như đã lật ngược thế trận khi dành phần lớn thời gian tranh luận để tấn công, chọc tức ông Trump. Khoảnh khắc yếu nhất của ông Donald Trump trong buổi tranh luận được cho là lúc ông né tránh hai câu hỏi của người đồng điều phối David Muir về việc ông có hối hận về hành động và sự thiếu hành động của mình trong vụ bạo loạn tại Điện Capitol ngày mùng 6 tháng 1 năm 2021 hay không. Khi đó, ông Trump và những người đại diện hàng đầu của ông đã tuyên bố ít nhất 2 tháng rằng cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 bị đánh cắp và gian lận. Tuy vậy, trong buổi tranh luận lần này, ông Trump lại khẳng định tôi không liên quan gì đến sự kiện ngày mùng 6 tháng 1 năm 2021. Trong khi đó, điểm yếu của bà Harris chính là việc hàng trăm người biểu tình tụ tập trước buổi tranh luận mang cờ Palestine và khẳng định Họ sẽ không bầu cho bà nếu như không có lệnh ngừng bắn tại Gaza, mặc dù nhiều người cũng không ủng hộ ông Trump và tuyên bố bỏ phiếu cho ứng cử viên của Đảng thứ ba. Theo các nhà bình luận, đây sẽ là thách thức lớn nhất đối với bà Harris. Về phản ứng của lưỡng đảng, trang Politico cho biết, cuộc tranh luận trực tiếp này giữa ứng cử viên tổng thống Cộng hòa Donald Trump và phó tổng thống Mỹ Kamala Harris đã nhận được những phản ứng khác nhau từ các nghị sĩ thuộc Đảng mình. Trên thực tế, đội ngũ tranh cử của ông Trump đã đưa ra thông điệp chiến thắng trong thời điểm cuộc tranh luận vẫn đang diễn ra. Hai cố vấn cấp cao của ông Trump là Chris Lasivita và Suzy Wills cho biết, sự lựa chọn không thể rõ ràng hơn, ông Trump đã có màn thể hiện điều luyện và là người thắng cuộc trong tối nay. Tuy vậy, các nghị sĩ đảng Cộng Hòa lại không thực sự ấn tượng với màn thể hiện của cựu Tổng thống Mỹ. Họ đã hy vọng rằng ông Trump có thể tập trung vào những chính sách quan trọng thay vì mắc bẫy khiêu khích của bà Harris một số nhà lập pháp cộng hòa tại hạ viện cũng thừa nhận bà harris đã làm tốt trong cuộc tranh luận khiến ông trump phải suy nghĩ và không thể thực hiện chiến lược đã đề ra theo cnn nhiều nghị sĩ dân chủ tỏ ra ấn tượng với việc bà harris né tránh được những đòn công kích của ông trump đồng thời khiêu khích đối thủ thành công một số nghị sĩ dân chủ lại tỏ ra ôn hòa hơn khi cho rằng phó tổng thống đã có màn thể hiện khá tốt dù không đồng đều ở mọi chính sách cựu Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Kamala Harris bước vào cuộc tranh luận tối mùng 10 tháng 9 với sự tương phản rõ ràng về cả phong cách, chính sách và tầm nhìn. Giới chuyên gia đánh giá, Phó Tổng thống Đảng Dân Chủ đã buộc ứng viên Đảng Cộng Hòa phải thu mình về thế thủ trong cuộc đối đầu với hàng loạt đòn công kích về vấn đề phá thai, năng lực đảm nhiệm chức vụ và rắc rối pháp lý ông Trump đang vướng phải. Theo Martha Johnson, Phó Giáo sư ngành quản lý chính phủ tại Đại học Northeastern, màn hình chia đôi và góc máy quay có lợi cho bà Harris. Bà ấy là một phụ nữ thấp bé, còn ông Trump thì khá cao. Thường thì trong chính trị, chiều cao rất quan trọng. Với màn hình như vậy, họ có vẻ cùng chiều cao và kích thước, qua đó làm tăng thêm sự nghiêm nghị cho bà ấy. Nhà báo Dana Pass của CNN cũng bình luận, vấn đề tuổi tác giữa phó tổng thống 59 tuổi và cựu tổng thống 78 tuổi cũng được thể hiện rõ trên màn hình chia đôi. Ông Trump từng có lợi thế trước ông Biden về khía cạnh này, nhưng giờ đây, ông ở thế yếu. Donald Trump hôm nay trông thật già. Giới chuyên gia nhận định, ông Trump đã bình tĩnh trong những phút đầu tranh luận, nhưng nhanh chóng trở nên kích động trước loạt đòn công kích từ đối thủ. Bà Harris, người từng là công tố viên và tổng trưởng lý, đã nhắc đến những chủ đề nhạy cảm với ông, khiến ông Trump phải tung ra một loạt lời đáp trả mơ hồ và gây tranh cãi. Bà mỉa mai các cuộc meeting của ông Trump, khiêu khích ông bằng cách nói rằng mọi người thường bỏ về sớm vì kiệt sức và buồn chán. Trump, người thường xuyên ám ảnh bởi quy mô đám đông ủng hộ mình, và Harris tại các sự kiện vận động tranh cử đáp lại rằng, chúng tôi có những cuộc mít tinh lớn nhất, đáng kinh ngạc nhất lịch sử chính trị. Ông sau đó cố gắng xoay chuyển chủ đề sang một tuyên bố chưa được kiểm chứng rằng, những người nhập cư Haiti ở Springfield, Ohio, ăn thịt thú cưng của cư dân. Bà Harris đã bật cười và lắc đầu khi nghe ông Trump nhắc đến vấn đề này. Phản bác lại rằng, kiểu phát ngôn này của ông Trump là lý do nhiều người thuộc Đảng Cộng Hòa chuyển sang ủng hộ bà. Nick Biltrom, phó giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Northeastern, đánh giá chiến lược tranh luận của Harris có hai điểm chính. Đầu tiên là thể hiện rõ sự khác biệt với ông Trump và sau đó là trọng giận ông ấy nhằm khiến cựu tổng thống tung ra những lời chỉ trích không mấy hấp dẫn. Theo Johnson, Harris đã cố gắng thể hiện rằng mình sẽ trở thành một tổng thống của tất cả mọi người. Phó tổng thống hạ thấp những quan điểm gây tranh cãi và thực sự cố gắng tập trung vào thông điệp chung về ổn định, tự do, tiến bộ, tập trung vào các gia đình, tầng lớp trung lưu và doanh nghiệp nhỏ. Một số đảng viên Cộng hòa phải thừa nhận cựu Tổng thống đã gặp khó khăn. Trump đã bỏ lỡ cơ hội tập trung công kích Biden-Harris về kinh tế và biên giới, thay vào đó mắc bẫy và đi sâu vào việc phủ nhận kết quả bầu cử hay việc người nhập cư đang làm hại đến thú cưng của chúng ta. Ngay sau khi cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình giữa hai ứng viên Tổng thống Kamala Harris và Donald Trump, Taylor Swift, một trong những ngôi sao lớn nhất của ngành công nghiệp âm nhạc, lên tiếng ủng hộ bà Harris. Swift viết trong một bài đăng trên Instagram, nơi cô có 283 triệu người theo dõi. Tôi nghĩ bà ấy là một nhà lãnh đạo tài năng, điềm tĩnh, và tôi tin rằng chúng ta có thể đạt được rất nhiều điều ở đất nước này nếu chúng ta được lãnh đạo bởi sự bình tĩnh chứ không phải hỗn loạn. Swift đăng kèm theo một bức ảnh, cô đang ôm một con mèo và ký tên, người phụ nữ không con nuôi mèo. Ám chỉ đến bình luận của thượng nghị sĩ James David Van, người cùng tranh cử với ông Trump. Bài đăng đã nhận được gần 2 triệu lượt thích trong vòng 25 phút. Cựu tổng thống Donald Trump và phó tổng thống Kamala Harris đã công kích lẫn nhau khi họ nỗ lực truyền đạt lập trường chính sách của mình tới cử tri trong cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên giữa hai ứng cử viên tổng thống. Về kinh tế, bà Harris nhấn mạnh kế hoạch của bà về một nền kinh tế cơ hội và đưa ra các đề xuất về các biện pháp giúp giá nhà ở trở nên phải chăng hơn và mở rộng tiền khấu trừ thuế cho con. Trong khi đó, ông Trump lập luận rằng kế hoạch áp dụng thuế quan của ông sẽ giúp ích cho người Mỹ. Cựu Tổng thống Trump đã đề xuất mức thuế từ 10% đến 20% đối với hầu hết các mặt hàng nhập khẩu vào Mỹ, ngoại trừ hàng hóa Trung Quốc, sẽ bị áp mức thuế 60%. Theo Viện Kinh tế Quốc tế Peterson, điều đó sẽ khiến người Mỹ mất 2.600 đô la Mỹ một năm. Dự án 2025, cựu Tổng thống Trump đã tách mình khỏi lộ trình của chính sách bảo thủ mang tên dự án 2025 sau khi bà Harris cáo buộc ông có liên quan đến kế hoạch nguy hiểm này. Ông nói, tôi không liên quan gì đến dự án 2025. Dự án 2025 là một cường lĩnh cầm quyền do Heritage Foundation soạn thảo. Viện tư vấn này được thành lập trong thập niên 1970 theo xu hướng tân bảo thủ, nổi tiếng với vai trò là cố vấn chính trị cho nhiều đời Tổng thống Đảng Cộng Hòa. Chuyên gia Angelia Wilson tại Đại học Manchester trả lời France 24 đánh giá đối với Heritage Foundation, Project 2025 là một cẩm nang để ông Donald Trump có thể huy động 100% quyền lực của Tổng thống nhằm biến những ước mơ của phe bảo thủ thành hiện thực. Về vấn đề phá thai, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump bảo vệ quyết định ủng hộ lệnh cấm phá thai sau 6 tuần thai kỳ ở Florida và nhấn mạnh quan điểm của mình rằng phá thai phải là vấn đề của tiểu bang. Ông cũng ca ngợi việc tòa án tối cao lật ngược phán quyết Roe v. Wade và vai trò của ông trong việc bổ nhiệm các thẩm phán bảo thủ vào ghế thẩm phán. Ứng cử viên của Đảng Dân Chủ Kamala Harris chỉ trích những gì bà gọi là lệnh cấm phá thai của ông Trump kể từ khi phán quyết Roe v. Wade bị bãi bỏ và nói rằng cựu Tổng thống không nên ra lệnh cho phụ nữ phải làm gì với cơ thể của mình. Về chính sách đối ngoại, Phó Tổng thống Harris cho biết bà ủng hộ quyết định của Tổng thống Joe Biden về việc rút quân đội Mỹ khỏi Afghanistan vào năm 2021, cho rằng ông Trump đã đàm phán một trong những thỏa thuận yếu đuối nhất mà bạn có thể tưởng tượng về vấn đề này trong thời gian ông làm Tổng thống. Về cuộc xung đột hiện nay ở Ukraine, ông Trump lập luận rằng ông có thể giải quyết vấn đề chỉ trong vòng 24 giờ, nhưng không nói liệu ông có muốn Ukraine giành chiến thắng hay không. Ông cũng tuyên bố sai sự thật rằng bà Harris đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin Vài ngày trước khi xung đột Vũ Trang nổ ra, đáp lại bà Harris nói rằng các nhà lãnh đạo thế giới đang cười nhạo ông Trump. Về chăm sóc sức khỏe, ông Trump cho biết ông có khái niệm về một kế hoạch để thay đổi đạo luật chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền, ACA, một điều mà trước đây ông đã hứa sẽ thực hiện. Trong khi đó bà Harris lại nói rằng ông Trump đã cố gắng hàng chục lần để xóa bỏ ACA và ca ngợi công việc của chính quyền Biden nhằm giảm chi phí thuốc kê theo đơn và giới hạn chi phí insulin hàng tháng ở mức 35 đô la Mỹ cho hàng triệu người Mỹ mắc bệnh tiểu đường phải sử dụng thuốc này. Bà cho biết bà sẽ củng cố ACA nếu bà được bầu làm tổng thống. Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024 đang tạo ra nhiều thay đổi quan trọng với tác động lớn đến toàn cầu, đặc biệt là châu Âu, bất kể kết quả bầu cử ra sao, lợi ích của châu Âu không hoàn toàn đồng điệu với Washington. Nhận định với tờ Politico châu Âu, Politico.eu mới đây, ông Jörg Rochon, hiệu trưởng của Trường Quản lý và Công nghệ châu Âu tại Berlin, Đức cho rằng cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa đang diễn ra với nhiều thay đổi quan trọng và kết quả sẽ có tác động toàn cầu, đặc biệt là đối với EU. Tuy nhiên, bất kể kết quả là gì, lợi ích của EU không hoàn toàn phù hợp với lợi ích của Washington và đã đến lúc eu cần nhận ra để phản ứng phù hợp trước những thay đổi chiến lược từ mỹ dù ai thắng cử mỹ đang tiếp tục chuyển trọng tâm chiến lược sang khu vực ấn độ dương thái bình dương chính sách này đã bắt đầu từ thời cựu tổng thống obama và tiếp tục dưới thời donald trump và joe biden ngoài vấn đề chiến lược mỹ cũng đang chuyển dịch sang các chính sách kinh tế mang tính bảo hộ như đạo luật giảm lạm phát ira và duy trì thuế quan đối với thép và nhôm từ thời chính quyền của ông trump điều này đã gây ra căng thẳng kinh tế với châu âu đặc biệt khi chính quyền của ông biden không mở rộng các khoản ưu đãi với xe điện cho các nhà sản xuất châu âu nếu ứng cử viên tổng thống kamala harris đắc cử chính sách kinh tế của bà nhiều khả năng sẽ tiếp tục theo hướng này dẫn đến cạnh tranh kinh tế ngày càng gai gắt giữa hai bờ đại tây dương thay vì hy vọng vào một kết quả bầu cử có lợi eu cần xác định và hành động theo những mục tiêu chiến lược riêng để duy trì tự chủ và bảo vệ lợi ích dài hạn các biện pháp quan trọng mà châu Âu cần triển khai bao gồm: Thứ nhất, tăng chi tiêu quốc phòng và hợp tác nội khối. EU cần tăng cường chi tiêu cho an ninh và quốc phòng để củng cố năng lực tự vệ và đảm bảo rằng Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ khi cần thiết. Việc tăng cường hợp tác giữa các quốc gia châu Âu có nền công nghiệp quốc phòng mạnh sẽ giúp EU xây dựng một hệ thống quốc phòng tự chủ hơn, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đổi mới trong khu vực dân sự. Thứ hai, phát triển thị trường vốn và củng cố đồng euro. EU cần xây dựng các thị trường vốn mạnh hơn và củng cố vị thế của đồng euro như một loại tiền tệ dự trữ toàn cầu. Việc này sẽ giúp cải thiện khả năng tài trợ cho các dự án đổi mới và tăng trưởng ở châu Âu, đồng thời tăng cường tính tự chủ và độc lập chiến lược của khu vực. Thứ ba, đàm phán các thỏa thuận thương mại toàn diện. EU cần tích cực thúc đẩy các thỏa thuận thương mại với các khu vực khác để giảm phụ thuộc vào Mỹ. Sự thất bại của Hiệp định Đối tác Thương mại và Đầu tư Xuyên đại Tây Dương, TTIP, là một bài học quý giá EU cần tránh lặp lại sai lầm này với các khu vực như Mỹ Latinh và châu Phi, đặc biệt là với thỏa thuận Mercosur. Dù vậy, Mỹ vẫn là đồng minh quan trọng nhất của châu Âu, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh và thông qua NATO, nhưng điều này không có nghĩa là lợi ích của hai bên hoàn toàn phù hợp. Do đó, EU cần thừa nhận rằng những thay đổi chiến lược của Mỹ không chỉ là tạm thời mà là một xu hướng dài hạn, đòi hỏi khối phải xây dựng một chiến lược độc lập và phù hợp hơn để bảo vệ lợi ích của mình. Có thể nói, đã đến lúc EU ngừng đặt hy vọng vào kết quả cuộc bầu cử ở Mỹ và bắt đầu hành động quyết liệt để xây dựng sức mạnh chiến lược và kinh tế độc lập. Điều đó không chỉ giúp châu Âu duy trì được sự tự chủ mà còn bảo đảm rằng EU có thể đối mặt với những thách thức quốc tế một cách tự tin và kiên định. Một nguồn tin quân sự cấp cao của Nga cho biết sau vụ tấn công vào trung tâm huấn luyện ở Poltava của Ukraine cách đây ít hôm đã có hàng trăm quân nhân thiệt mạng trong đó có hàng chục sĩ quan Mỹ, NATO. Tờ báo Nga Reporter mới đây cũng khẳng định cái chết của một sĩ quan Mỹ 45 tuổi đóng quân trong một căn cứ quân sự ở Ba Lan có liên quan đến vụ tấn công vào Poltava và con số thương vong thực tế lên tới 760 sĩ quan, binh sĩ NATO và Ukraine, trong đó có hàng trăm quân nhân thiệt mạng. Theo truyền thông Ba Lan, thi thể của sĩ quan này được tìm thấy trong căn hộ nơi ông ở, còn cơ quan thực thi pháp luật nước này cho biết đây có thể là một vụ án giết người không chủ ý Tuy nhiên, tờ báo Nga cho biết thông tin mà giới chức Ba Lan đưa ra thật khó tin vì thông tin về cái chết của viên sĩ quan Mỹ xuất hiện ngay sau vụ tấn công tên lửa của Nga vào Trung tâm Huấn luyện Liên hợp số 179 của lực lượng vũ trang Ukraine ở Poltava, thủ phủ của vùng cùng tên. Các chuyên gia lưu ý rằng nghệ thuật kịch như vậy hoàn toàn phù hợp với tinh thần của Bộ Quân sự Hoa Kỳ về cái chết của các quân nhân của mình ở Ukraine, vốn thích tuyên truyền là do nguyên nhân tự nhiên hoặc do tai nạn thông thường. Trong khi đó, tại thành phố Poltava, việc thu thập máu hiến tặng khẩn cấp vẫn tiếp tục. Điều này cần thiết cho nhiều cuộc phẫu thuật dành cho những người bị thương do hậu quả của vụ tấn công. Nhiều người dân địa phương cho biết có ít nhất 760 thi thể cần được xác định danh tính, trong khi chính quyền Kiev đã chính thức thông báo rằng chỉ có 41 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công vào Trung tâm huấn luyện 179 của lực lượng vũ trang Ukraine ở Poltava mặc dù cũng chưa có cách nào để xác thực con số 760 quân nhân thiệt mạng, nhưng theo giới phân tích, con số này chắc chắn lên tới hàng trăm người, trong đó có hàng chục chuyên gia quân sự Mỹ, các nước NATO khác bởi có những dấu hiệu bất thường xác nhận giả thuyết này. Trong khi đó, theo Forbes, cuộc tấn công của Nga vào Trung tâm huấn luyện thông tin ở Poltava được thực hiện trên cơ sở thông tin tình báo do binh sĩ Ukraine cung cấp để đổi lấy phần thưởng bằng tiền. Tổng cục tình báo trực thuộc Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Liên bang Nga GUR, GSH, RF tích cực sử dụng các phương pháp như vậy và hào phóng trả tiền cho thông tin về các cơ sở quân sự quan trọng của Ukraine. Theo Forbes, thông tin phía Nga mua có thể trị giá 500.000 đô la Mỹ Trong thời gian qua, lực lượng vũ trang Nga đang tiến hành một làn sóng tấn công mới vào các cơ sở tiền tuyến và hậu phương của lực lượng vũ trang Ukraine, đặc biệt là các cuộc không kích đã được thực hiện dày đặc vào các tỉnh khu vực đông bắc Ukraine là Sumy và Kharkov. Các mục tiêu là xe quân sự của lực lượng vũ trang Ukraine vận chuyển nhân sự đến gần tiền tuyến đã bị tấn công, cùng với đó là những thiết bị quân sự hạng nặng như xe tăng, thiết giáp, các hệ thống pháo binh, rocket đa nòng, hệ thống pháo binh cơ động cao MLRS HIMARS của Mỹ và các tổ hợp phòng không Patriot của Mỹ, Iris T của Đức, vân vân. Ngoài ra, giới chức lãnh đạo quân đội Ukraine mới đây đã thông báo rằng lực lượng vũ trang Nga đã bắt đầu sử dụng một loại máy bay không người lái UAV phản lực không xác định, không có đầu đạn, khiến lực lượng phòng không Ukraine đang lãng phí tên lửa phòng không đắt tiền. Cùng lúc đó, Bộ phận Kỹ thuật Quân sự Ukraine tuyên bố rằng lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ một máy bay không người lái chưa có định danh của Nga. Có sự khác biệt rõ ràng với những loại UAV khác là nó được trang bị động cơ phản lực. Giới chuyên gia cho rằng việc lực lượng Nga sử dụng loại UAV này có thể là sự kết hợp của tất cả các mục tiêu trên. Bởi trong thời gian qua, Moscow liên tiếp giáng đòn khốc liệt vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine bằng cả UAV, tên lửa đạn đạo Iskander, tên lửa hành trình Kalib. Ngoài ra, có thông tin cho rằng máy bay không người lái đã bị bắn hạ bởi tên lửa phòng không có điều khiển, bởi những vũ khí phòng không khác rất khó để bắn hạ các phương tiện bay phản lực, mà loại tên lửa phòng không của phương Tây có giá rất đắt. Với những nguyên nhân trên, rõ ràng là để đối phó thành công với một đợt tấn công phức hợp bằng UAV và tên lửa của Nga, Ukraine sẽ rất tốn kém, đồng thời lực lượng phòng không nước này sẽ nhanh chóng cạn kiệt đạn trong bối cảnh tên lửa phương Tây rất đắt tiền và rất khó tăng sản lượng nên việc cung cấp là rất nhỏ giọt. Mặc dù Ukraine đã có những bước tiến đáng kể trong chương trình tên lửa, vẫn còn nhiều thách thức cần vượt qua. Một trong số đó là duy trì và mở rộng khả năng sản xuất trong bối cảnh xung đột và phụ thuộc vào một số linh kiện từ nước ngoài. Tuy nhiên, theo Frank Leckwitz, nhà phân tích quân sự người Anh, Ukraine có đủ khả năng sản xuất đủ tên lửa cho một cuộc chiến kéo dài với Nga. Ông nhấn mạnh rằng trước xung đột, Ukraine là một trong những quốc gia hàng đầu về công nghệ không gian, có kinh nghiệm sâu rộng trong việc chế tạo tên lửa đẩy và các loại vũ khí tương tự. Việc phát triển tên lửa và UAV nội địa cho thấy Ukraine đang muốn củng cố khả năng tự chủ quốc phòng. Tuy nhiên, chiến lược này cũng đặt ra những câu hỏi về khả năng duy trì và nâng cấp liên tục các hệ thống vũ khí trong bối cảnh giao tranh kéo dài. Bộ Quốc phòng Nga vừa qua cho biết các trực thăng K-52M của nước này đã tấn công lực lượng Ukraine tại khu vực Kursk. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các phi hành đoàn của máy bay trực thăng K-52M hai chỗ ngồi đã tấn công binh sĩ và xe bọc thép của Ukraine tại Kursk, khiến đối phương không có lối thoát. Các quan chức Nga nêu rõ, báo cáo của lực lượng hỗ trợ trên không cho biết tất cả các mục tiêu đã bị bắn hạ. Xong, không cung cấp số lượng chính xác có bao nhiêu binh sĩ hoặc xe bọc thép của Ukraine bị bắn hạ video do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy hai trực thăng K-52M ở độ cao thấp và bắn một số loạt tên lửa nhỏ về phía lực lượng Ukraine. K-52M là trực thăng tấn công hiện đại nhất trong dòng K-52. Chúng được cung cấp cho không quân Nga vào đầu năm 2023. K-52M có hệ thống quang học và thiết bị điện tử cải tiến cũng như các phương tiện đánh lừa tên lửa phòng không của đối phương. Ukraine đã tiến hành cuộc xâm nhập lớn nhất từ trước đến nay vào khu vực Kursk của Nga vào đầu tháng 8 năm 2024. Cuộc tấn công có sự tham gia của một số đơn vị tinh nhuệ nhất của Kiev được trang bị xe bọc thép do phương Tây cung cấp. Mặc dù ban đầu Ukraine đã đạt được một số tiến triển, nhưng Nga cho biết đang từng bước đẩy lùi đối phương. Các lực lượng Nga đã tăng cường sử dụng máy bay không người lái, pháo binh và tên lửa có độ chính xác cao để bắn phá các mục tiêu của Ukraine. Theo nhà sử học Tarik Sirin Ama nhận định, chiến dịch ở Kursk của Ukraine không khác gì cuộc tấn công cảm tử và Kiev sẽ sớm hứng chịu thất bại. Ông phân tích, để đạt được mục tiêu ở Kursk, quân đội Ukraine đã tung vào chiến dịch những đơn vị chiến đấu giàu kinh nghiệm và được trang bị tốt nhất, thậm chí huy động lực lượng dự bị còn lại ở các mặt trận khác. Hầu hết các nhà phân tích đều đánh giá, hành động này của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể dẫn tới rủi ro thất bại quá lớn Việc gom toàn bộ quân dự bị đến Kursk khiến phòng tuyến của Ukraine ở vùng Donbass trở nên suy yếu và chúng không thể chống đỡ được các đợt tấn công liên tiếp từ Nga. Chiến dịch Kursk của Ukraine cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ chính các đồng minh phương Tây. Các ý kiến đều cho rằng hành động quân sự này đang lãng phí nguồn lực viện trợ quân sự vốn đã hạn chế của Kiev. Theo ông Ama, ngay từ đầu chiến dịch Kursk đã không thể thành công và việc kiểm soát một vùng lãnh thổ nhỏ của Nga sẽ không mang lại bất cứ lợi thế nào cho Kiev mục tiêu chiến lược duy nhất ở Kursk, Kiev có thể mang ra mặc cả với Moscow là nhà máy điện hạt nhân Kursk. Tuy nhiên, quân đội Ukraine không thể tiến xa hơn khi Nga tái cơ cấu lại lực lượng. Kiev cũng hứng chịu nhiều thương vong khi Moscow sử dụng không quân và tên lửa tập kích vào các vùng hậu cần ở Sumy. Có vẻ như Nga đã chủ động chấp nhận thực tế quân Ukraine đứng chân trên Kursk vào lúc này và trong một thời gian nhất định sắp tới. Ông George Bibi, giám đốc phụ trách đại chiến lược tại Viện QIRS cho rằng Nga đã biến chiến dịch Kursk do Ukraine thực hiện thành cơ hội để Nga đánh tiêu hao binh sĩ và xe thiết giáp Ukraine. Có bốn nhân tố khiến xung đột vũ trang Nga-Ukraine có khả năng chấm dứt trong năm tới 2025, dù rằng vẫn còn những lý do để nó tiếp diễn trong thời gian ngắn trước mắt như sự khác biệt lớn trong quan điểm giữa Nga và Ukraine. Nhân tố thứ nhất là cuộc đột kích của Ukraine vào Nga tại tỉnh Kursk. Về ngắn hạn, cuộc đột kích này có tác động rất mạnh đưa chiến sự vào bên trong lãnh thổ Nga và cho thấy Nga có nguy cơ bị tấn công ngay tại chỗ. Bước phát triển này có thể tạo thêm áp lực bên trong chính trường Nga. Cuộc tiến công ít nhiều cũng khích lệ tinh thần binh sĩ Ukraine. Cuộc đột kích cũng làm chậm lại đà suy giảm trong sự ủng hộ chính trị của phương Tây cho Ukraine trong cuộc đối đầu quân sự với Nga. Nếu Ukraine đủ sức giữ các vùng vừa chiếm được tại tỉnh Kursk của Nga, họ sẽ có một lá bài để mặc cả trong các cuộc đàm phán để chấm dứt xung đột vũ trang này. Nhân tố thứ hai nằm ở chính mức độ rủi ro cao trong cuộc đột kích của Ukraine vào Nga. Ukraine đã rút khoảng 10.000 quân khỏi những vị trí phòng thủ quan trọng ở miền đông Ukraine, từ đó vô hình chung tạo điều kiện cho Nga sốc tới ở khu vực này, đặc biệt là tỉnh Donetsk. Lối đánh của Nga ngày càng quyết đoán, khiến tổn thất của Ukraine gia tăng ở miền đông và những nơi khác. Bên cạnh đó, Nga còn tập trung đánh phá cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, đặc biệt là các trạm điện và nhà máy phát điện. Hậu quả là năng lực cấp điện của Ukraine chỉ còn 12 tiếng mỗi ngày, từ đó tạo gánh nặng cho cuộc sống của dân thường Ukraine và khiến người dân nước này giảm bớt sự ủng hộ dành cho nỗ lực của chính phủ Ukraine theo đuổi cuộc chiến. Thứ ba, những sự lựa chọn dành cho cả Nga và Ukraine trong việc gia tăng xung đột đều rất giới hạn và rủi ro. Ukraine mong muốn sở hữu số lượng lớn vũ khí tầm xa để đe dọa Nga họ cũng muốn có sự tham gia trực tiếp của khối quân sự nato hoặc một số thành viên của nato trong xung đột vũ trang với nga tổng thống ukraine zelensky và đội ngũ của ông đánh giá rằng những bước đi này có thể lái cuộc xung đột theo hướng có lợi cho họ tuy nhiên triển vọng của hai lựa chọn này đều không lớn do chúng có thể kéo theo nguy cơ xung đột trực tiếp giữa nga và phương tây như đánh giá của lãnh đạo mỹ và phương tây về phần mình nga đã nhiều lần bóng gió về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân Tuy nhiên, động thái này chứa đựng nguy cơ trên nhiều mặt trận và ít khả năng được Nga triển khai, trừ phi trong những tình huống vô cùng đặc biệt. Lựa chọn thực tế là các bên dàn xếp mâu thuẫn có thể sớm hoặc lâu. Thứ tư, xu hướng ở Mỹ và châu Âu không ủng hộ sự kéo dài vô thời hạn cuộc xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine. Mỹ đóng vai trò đặc biệt trong hỗ trợ Ukraine kháng cự cuộc tiến công của Nga. Châu Âu là nguồn ủng hộ quan trọng thứ hai cho nỗ lực chiến đấu của Ukraine. Tuy nhiên, sau kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 tới đây, Mỹ có khả năng sẽ giảm dần sự ủng hộ quân sự dành cho Ukraine. Nếu ứng viên Trump đắc cử Tổng thống Mỹ, ông sẽ nhanh chóng tìm giải pháp ngoại giao để chấm dứt cuộc xung đột này. Nếu bà Harris đắc cử, bà sẽ gặp nhiều khó khăn trong duy trì sự ủng hộ dành cho Ukraine. Xu hướng ở Đức, đặc biệt sau những cuộc bầu cử gần đây, trong đó có sự thắng thế của những nhóm phản đối việc ủng hộ chiến sự ở Ukraine, có khả năng sẽ dẫn tới việc Đức điều chỉnh đáng kể chính sách của mình. Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã công bố quyết tâm thúc đẩy một giải pháp hòa bình thông qua một hội nghị hòa bình mới có sự tham gia của Nga. CNN và Wall dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết Iran đã chuyển tên lửa đạn đạo tầm ngắn Phát 360 cho Nga trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn đang diễn ra. Theo đó, Phát 360 hay còn được gọi là BM-120 là tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm ngắn dẫn đường bằng vệ tinh của Iran, được giới thiệu lần đầu trong một cuộc triển lãm quân sự năm 2020. Tên lửa có chiều dài 5,17m, đường kính 0,3m, khối lượng 787kg, trong đó đầu đạn mang theo nặng 150kg. Phát 360 có tầm bắn từ 30km đến 120km, tốc độ tối đa đạt Mach 4. Liên quan đến sự việc, Kiev mới đây tuyên bố có thể cắt đứt quan hệ với Tehran nếu Nga sử dụng tên lửa đạn đạo do Tehran cung cấp để tấn công Ukraine. Phía Ukraine cho rằng nếu Iran chuyển tên lửa cho Nga thì điều này là không thể chấp nhận được. Ukraine trước đó cũng đã từng cảnh báo rằng sẽ có hậu quả tan khốc đối với quan hệ song phương của nước này với Iran nếu các nghi vấn nói trên được xác nhận. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Gregory Tikhi đã nói rằng Tôi sẽ không nói chính xác hậu quả tàn khốc có nghĩa là gì để không làm suy yếu lập trường ngoại giao của chúng tôi nhưng tôi có thể nói rằng tất cả các lựa chọn bao gồm cả lựa chọn mà bạn đã đề cập đều nằm trên bàn tổng thống ukraine volodymyr zelensky cũng không đề cập trực tiếp đến iran trong bài phát biểu gần đây nhưng cam kết sẽ phối hợp để thực hiện một phản ứng mạnh mẽ trên toàn thế giới đối với bất kỳ nước nào giúp đỡ nga đồng thời nhấn mạnh sẽ làm mọi thứ không chỉ để bảo vệ đất nước và người dân mà còn thực sự củng cố thế giới để có những phản ứng mạnh mẽ đối với hành vi gây xung đột hoặc bất kỳ nỗ lực nào nhằm kéo dài xung đột. Lên tiếng về vấn đề trên, người phát ngôn điện Kremlin, ông Dmitry Peskov đã nói rằng Iran là đối tác của Liên bang Nga và hai nước đang phát triển đối thoại trong mọi lĩnh vực. Ông Peskov cho biết thêm là ông đã xem bản tin của The Wall Street Journal nhưng không phải tất cả các báo cáo như vậy đều chính xác. Ông Peskov nói với các phóng viên Iran là đối tác quan trọng của chúng tôi. Chúng tôi đang phát triển quan hệ thương mại và kinh tế. Chúng tôi đang thúc đẩy hợp tác và đối thoại trong mọi lĩnh vực có thể, bao gồm cả những lĩnh vực nhạy cảm nhất. Theo The Kyiv Independent, quân Nga đã tăng cường tấn công gần thành phố Voloda những ngày gần đây. Việc mất làng Vodiane, nằm cách Voloda chỉ khoảng 5 km, sẽ làm tăng nguy cơ Voloda bị bao vây tình hình ở Volodya hiện tại đang ngày càng khó khăn. Cách Pokrovsk, khoảng 50 km về phía nam, Volodya còn được gọi là pháo đài vì quân đội Ukraine đã bố trí phòng thủ kiên cố ở thành phố này kể từ năm 2022. Mặc dù không phải là trung tâm hậu cần như Pokrovsk, Volodya đóng vai trò quan trọng trong tuyến phòng thủ của Ukraine ở mặt trận phía nam. Nếu mất thành phố này, quân đội Ukraine sẽ gặp khó khăn khi tổ chức các hoạt động quân sự trong khu vực. Ông Federico Bosari, chuyên gia của Trung tâm Phân tích Chính sách Châu Âu cho biết, mất Vuleda không chỉ là đòn giáng mạnh và tinh thần của quân đội Ukraine, mà còn là diễn biến rất nghiêm trọng, có khả năng đe dọa đến an ninh của toàn bộ khu vực phía tây nam của vùng Donetsk, nơi thường ít phải đối mặt với mối đe dọa từ Nga. Vuleda từng là nơi sinh sống của khoảng 14.000 người trước xung đột, nhưng chỉ còn khoảng 100 người tính đến đầu năm nay. Thành phố này nằm ở phía bắc của một ngã tư quan trọng, kết nối đường O0532 về phía Vodiane và Kostantinovka, một con đường nhỏ về phía Kurakove và đường cao tốc T0509. Ông Bosari nói, có thể nói, Vuleda đóng vai trò giúp duy trì sự hiện diện của quân đội Ukraine ở khu vực Tây Nam vùng Donetsk, bảo vệ các khu dân cư và thành phố lân cận. Do Nga đã đạt được bước tiến quân ở mặt trận Pokrovsk trong những tuần gần đây, Ukraine cần tránh diễn biến tương tự từ phía Nam để tránh nguy cơ bị bao vây. Ông Dmitry Jomelo, đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành Trung tâm An ninh và Hợp tác Ukraine nhận định, Nga coi kiểm soát hoàn toàn vùng Donetsk là một trong những mục tiêu hàng đầu và thành phố Vuleda do Ukraine nắm giữ đang là một trong những rào cản. Ông Jomelo nói thêm, chiến thuật của chúng tôi đơn giản là tấn công các lực lượng Nga khi họ đang tập kết trong những tòa nhà khi xâm nhập vào thành phố. Đó là lý do tại sao chúng tôi giữ được Vuleda cho đến nay. Lợi thế phòng thủ của Vuleda phần nào giống như thành phố Chashovya, một điểm nóng do tranh khác nhưng Vuleda không có mạng lưới kênh đảo đi qua. Trước đó, tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Oleksandr Shitsky nói với CNN trong một cuộc trả lời phỏng vấn rằng Ukraine đã ổn định các phòng tuyến và cuộc tấn công của Nga và Pokrovsk không di chuyển một mét nào. Dù vậy, ông không đề cập đến động thái của Nga theo hướng nam. Vừa qua. Hamas đã bác bỏ cáo buộc của Mỹ cho rằng phong trào này là rào cản chính đối với việc đạt được lệnh ngừng bắn ở giải Gaza, gọi đây là một sự thiên vị có lợi cho lập trường của Israel. Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết Hamas đã đưa ra những yêu cầu mới trong các cuộc đàm phán khiến việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn trở nên khó khăn hơn. Hãng thông tấn THX đưa tin lãnh đạo chính trị cấp cao của Hamas, Izad Andris, ra thông cáo báo chí khẳng định bình luận của ông Kirby là vô căn cứ. Theo quan chức phong trào Hồi giáo, chính quyền Mỹ tin rằng việc đổ lỗi cho Hamas ít tốn kém hơn khi xét đến cuộc bầu cử ở nước này. Đồng thời nói thêm, thế giới đều biết Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu là người đã đưa ra các điều kiện và yêu cầu mới, chứ không phải chúng tôi. Đây là những diễn biến mới nhất trong bối cảnh các cuộc đàm phán do Qatar Ai Cập và Mỹ làm trung gian để đảm bảo lệnh ngừng bắn ở Gaza bị đình trệ. Bất chấp sự phản đối từ Ai Cập và Hamas, Thủ tướng Netanyahu vẫn giữ lực lượng Israel ở hành lang Philadelphia, một vùng đệm rộng 100m và dài 14km dọc biên giới Ai Cập, Gaza, do quân đội Israel kiểm soát từ tháng 5. Trong khi đó, Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Vô tức yêu cầu cộng đồng quốc tế hành động ngay lập tức để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần một năm qua ở giải Gaza. Phát biểu tại phiên khai mạc khóa họp thứ 57 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc ở Geneva, ông tốc nhấn mạnh việc chấm dứt cuộc xung đột ở Gaza và ngăn chặn xung đột lan rộng trong khu vực là ưu tiên tuyệt đối và cấp bách. Cao ủy Liên Hợp Quốc kêu gọi các quốc gia không chấp nhận tình trạng này và yêu cầu Israel tuân thủ các quyết định của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng như tòa án công lý quốc tế. Theo hãng tin Reuters, dẫn lời bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tuyên bố, quân đội nước này sắp hoàn thành nhiệm vụ ở Gaza và chuyển trọng tâm lên biên giới phía bắc nơi đang xảy ra các cuộc giao tranh hàng ngày với Hezbollah. Ông Gallant cũng cho biết thêm, trong khi chúng tôi theo đuổi một thỏa thuận, tôi đã chỉ đạo IDF, lực lượng phòng vệ Israel chuẩn bị cho mọi tình huống, bao gồm cả việc hướng trọng tâm chú ý sang chiến trường phía bắc. Quan chức trên nhấn mạnh cam kết thay đổi tình hình an ninh ở mặt trận phía bắc và đưa công dân Israel trở về nhà an toàn. Trước đó, Israel đã khẳng định ưu tiên giải quyết xung đột bằng một thỏa thuận giúp đẩy lùi lực lượng Hezbollah khỏi biên giới nước này.